Hải Yến xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng đêm nay ngày mai, ngày 20 tháng 4 năm 2023. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng rìa xa phía đông nam, vùng áp thấp phía tây. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông đến vài nơi. Gió đổi hướng cấp 2. Cụ thể khu vực phía bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Sáng sớm có sương mù, sau 7 giờ tốc độ nhiệt tăng nhanh, giữa trưa nắng gắt, sau 14 giờ nền nhiệt sẽ dễ chịu hơn, có mưa cục bộ. Khu vực phía đông tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Chi Linh. Nền nhiệt vẫn duy trì ở khoảng từ 19 đến 31 độ, chiều mai trời âm u, có nơi có mưa to, khả năng kèm theo tố lốc sét. Khu vực phía nam tỉnh bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Trưa mai trời nắng nóng cộng với hiệu ứng đô thị rất dễ gây ra say nắng nếu làm việc thời gian dài ngoài trời. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Trời ít mây, nắng nóng trên diện rộng, có nơi nền nhiệt lên đến 34 độ. Thưa quý vị, thời tiết ẩm thấp là nguyên nhân khiến số ca mắc sốt rét tăng cao. Chính vì thế, để phòng ngừa sốt rét, người dân nên ngủ mùng, thoa kem và dùng thuốc xịt mũi, phát quang bụi rậm. Khi bị sốt nghi ngờ do mũi đốt, hãy đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị sốt rét kịp thời. Quý vị thân mến, tiếp theo là bản nhiệt độ cho các thắng cảnh trên địa bàn tỉnh và các thành phố trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.